trong cái phần này nó rất là quan trọng, mà hầu hết là mọi người tu sĩ không có quan tâm nhiều vấn đề tu về giới luật. Và đây là trong cái tập mà vấn đạo kỳ này rất là nhiều, nhưng mà mỗi câu hỏi nó đều có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, từ cô Diệu Quang cho đến Minh Tông. Sau này các con sẽ nghe trả lời về cái những câu hỏi của thầy Minh Tông. Thầy tu những cái định do từ cái chỗ chế tâm cho đến khi mà thầy phát âm thanh, rồi thầy gặp cái trường hợp cái hành thọ, rồi như thế nào, tất cả những cái khó khăn trên bước đường mà nhập định thì được thầy trả lời rất là kỹ lưỡng. Và bây giờ thì thầy trả lời cô Diệu Quang hỏi về giới luật. Đây là câu hỏi của cô. Kính bạch thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo hiện giờ không giữ gìn giới luật, sống phi giới luật, bẻ dụng giới luật? Như vậy con đường tu của họ sẽ đi về đâu, và có ích lợi gì cho kiếp sống tu hành của họ? Người tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống đúng phạm hạnh, thiểu dục tri túc, phòng ngộ sáu căn đầy đủ, con đường tu của họ sẽ đi về đâu, và có ích lợi gì cho kiếp sống của họ? Cuối mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: như thầy đã dạy, giới luật là một pháp môn tu hành của đạo Phật, chứ không phải là pháp luật của một quốc gia. Cho nên các bộ giới luật do các tổ biên soạn thành một bộ pháp luật của Phật giáo hơn là một pháp môn tu tập để được vô lậu. Pháp môn giới luật ghép cùng pháp môn định luật và pháp môn tuệ luật, gọi chung có tên là tam vô lậu học. Nghĩa là cái pháp môn mà để cho chúng ta tu tập, thì chúng ta biết rằng cái vấn đề mà giới luật rất là quan trọng. Mà hầu hết là khi chúng ta tu hành, chúng ta quyết tâm đi tìm về cái sự vô lậu để làm chủ sự sống chết, chấm dứt cái sự luân hồi của mình, thì con đường mà thiền định của đạo Phật bắt đầu từ đi vào từ cái giới luật để chúng ta ly dục ly ác pháp. Nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta bị lầm lạc. Do đó chúng ta tu ức chế tâm, là hầu hết là chúng ta cứ nghĩ rằng mình cố gắng mình nhiếp tâm trong một cái hơi thở, hoặc là trong một câu niệm Phật, hoặc là cố gắng giữ tâm đừng cho niệm thiền niệm ác, để mà thực hiện cho được cái tâm mà không vọng tưởng, thì cái đó là thiền định. Nhưng ngược lại thì đạo Phật thì không phải là cái điều đó, mà chính thiền định của đạo Phật là cái tâm không còn tham sân si mạn nghi nữa, cái tâm mà không còn thất kiết sử nữa, thì cái đó là cái định của Phật, chứ không phải là cái chỗ hết vọng tưởng là định. Cho nên sau này thì các con sẽ đọc lại cái tập, đọc cái tập mà vấn đạo, mà cái tập 5 thì sắp sửa thầy sẽ cho in ra, và các con sẽ thấy rõ được cái điều mà chúng ta tu tập. Cho nên hầu hết tới bây giờ đã, như các con cũng biết rằng có nhiều người tu rất lâu do cái pháp ức chế tâm, từ cái pháp tri vọng cho đến cái hơi thở mà về đây thầy dạy mà lúc trước á, thì đương nhiên đó là toàn là cái pháp ức chế tâm chứ không phải là pháp xả tâm. Như vì nếu mà dạy mà ngay liền xả tâm thì tới bây giờ mà người ta vẫn còn chưa tin thầy cái lời nói đó. Cho nên mọi người tuy rằng cô Út thì trực tiếp dạy xả tâm, còn thầy thì giữ cái mực kêu là dung hòa, không có dám nói thẳng ra. Thế mà các con thì bán tin bán nghi, cho nên không có thấy. Vì vậy mà đến cuối cùng thì những cái điều kiện mà rút tỉa từ kinh nghiệm bản thân tu, thì như cô Minh Cảnh, tất cả những người mà nhiếp tâm hết vọng tưởng rồi, thì trong 30 phút hoặc 1 giờ đều biết được cái điều này rất rõ qua kinh nghiệm. Cho đến thậm chí như bây giờ chính Minh Tông bây giờ cũng vẫn thấy trước kia thì nhắc khéo thôi, chứ thầy không dám nói thẳng. Nói thẳng sự người ta không đủ niềm tin ở mình, vì tất cả các pháp khác đều do cái từ ức chế tâm mà đi vào. Mà bây giờ thì thầy lại nói xả tâm, thì chắc người ta sẽ thấy thầy nó xa lạ, nó không có gần gũi với những cái pháp môn mà hiện hành người ta đang tu. Do những cái điều mà xảy ra để cho chúng ta rút tỉa từng kinh nghiệm, chúng ta mới trực nhận ra được là khi tu tập những cái pháp mà ức chế tâm
thì nó không đạt đến cái chỗ mà làm chủ cái sự sống chết, mà nó lại vào những cái tưởng. Cho nên cái thế giới siêu hình á, nó cũng từ cái tưởng của các tôn giáo cũng như Phật giáo Đại Thừa, Thiền Tông mà đã xây dựng nó, là do chúng ta bị ức chế tâm mà chúng ta thấy được cái thế giới siêu hình đó. Cho nên cái bài mà kinh của Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy Pháp Môn Căn Bản thì Đức Phật nói tất cả đều là tưởng tri chứ không phải là tệ tri. Tất cả những cái 33 cõi trời thì Đức Phật cũng xác định nó là cái thế giới của tưởng chứ không phải là cái thế giới của thật. Thậm chí như cái thế giới hữu hình của chúng ta hiện giờ mà chúng ta có thân nè, có cây cỏ, có nhà cửa này, có ăn uống, có tất cả những loài vật xung quanh chúng ta, thì đối với cái đôi mắt của Đức Phật thì Đức Phật cũng nói đó là cái thế giới duyên hợp. Mà thế duyên hợp thì chúng ta đừng có chấp lầm nó mà trở thành cái thế giới thật. Trở thành thế giới thật thì đó là cái thế giới tưởng của chúng ta. Cho nên ngay cả cái thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống thì Phật cũng xem nó là cái thế giới tưởng. Còn cái thế giới mà vô hình á, là cái thế giới gọi là linh hồn, cái thần thức á, thì cái thế giới đó lại là càng tưởng tri hơn nữa. Nó là cái bóng dáng của cái thế giới hữu hình này. Đã cái thế giới hữu hình đã không thật thì cái thế giới mà siêu hình đó làm sao có thật được. Cho nên từng đó thì Đức Phật biết rằng trên con đường tu mà ức chế tâm á, nó sẽ rơi vào trong những cái trạng thái rất là sai lạc. Do cái thời Đức Phật là đi tu á, thì Đức Phật cũng thọ dụng những cái pháp của các ngoại đạo dạy, như ức chế thân thì như các con cũng đã biết đó, thì Đức Phật là khổ hạnh đến cái mức độ mà ức chế cái thân của mình từ cái ăn uống rất là ức chế, thậm chí như một ngày 7 hạt mè, rồi để rồi cái thân không có còn đứng dậy nổi mà phải nằm dài. Đó là ức chế cái thân. Rồi về cái pháp môn mà tu tập các con sẽ đọc tới cái chỗ mà Minh Tâm hỏi thầy á, về ức chế tâm á, thì như thế nào thầy sẽ đọc lại những cái bài kinh để rồi các con sẽ thấy cái chỗ ức chế tâm và ức chế thân. Ức chế thân thì gọi là khổ hạnh, còn ức chế tâm á, thì Đức Phật dùng cái hơi thở ức chế đến mức độ mà hơi thở nó không còn thở nữa mà cũng chẳng đạt được đến đâu. Cho nên ở đây á, nó tịnh chỉ hơi thở chứ không phải là làm cho hơi thở nín thở. Cho nên các con hiểu, nhiều khi các con hiểu sai. Cũng như các con hiểu rằng phá âm thanh không có nghĩa là làm chúng ta trở thành điếc, làm chúng ta không còn nghe âm thanh nữa, mà cái danh từ dùng để phá âm thanh tức là chúng ta ở trong cái trạng thái lắng trong nào đó của tâm hồn của chúng ta, để rồi âm thanh nó không tác động được vào trong nơi đó, nơi thanh tịnh đó. Đó là cái lối tu của chúng ta. Cho nên ở đây hầu hết là các con sống, các con thấy giới luật của Phật rất nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Mà chúng ta muốn đạt được một cái gì đi nữa thì cũng từ cái giới luật đó mà chúng ta mới đạt được. Nó là cái pháp môn rất căn bản. Giới luật, pháp môn giới luật, cái pháp môn giới luật này nó được ghép chung với cái định và cái tuệ thì gọi là tam vô là học. Cho nên gọi là cái pháp môn định lực và cái pháp môn tuệ lực, ghép với cái pháp môn giới luật thì giới định tuệ. Giới định tuệ thì nó trở thành một cái pháp môn chung là tam vô lậu học. Ba cái pháp này nó trở thành vô lậu, nó làm chúng ta hết đau khổ. Tam vô lậu học là ba pháp môn tu tập không còn lậu hoặc, tức là ba pháp môn tu tập sẽ chấm dứt đau khổ của kiếp người, hay nói cách khác là làm chủ sanh già bệnh chết. Ba pháp môn ấy chỉ có giới luật là pháp môn quan trọng nhất và tu tập khó nhất trên đường cầu tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật. Bởi thế người nào tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật thì có tu suốt đời cũng chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát. Thì các con thấy nó rất là quan trọng như vậy. Suốt cái đời mà tu hành của thầy ở trong thất thì rất là giữ gìn giới luật, rất là đúng cách, rất là đúng cách. Nhưng mà tu sai pháp vì ức chế tâm, biết giọng liền buông để hoàn toàn hết giận, nhưng là rơi vào các trạng thái tưởng mà không có lối ra, không có biết ra. Cho nên cuối cùng thì từ cái giới luật thanh tịnh đó phải đi vào một cái pháp hướng để mà nhắc tâm tự nó, để mà nó làm chủ chứ không còn không phải ức chế nữa. Cho nên khi mà đạt được thì thầy thấy cái pháp hướng như lý tác ý, cái pháp hướng rất là tuyệt vời. Nhưng mà đem áp dụng vào cái pháp hướng này cho tất cả mọi người thì như trường hợp như thầy Thiện Thuận, khi tâm hết vọng tưởng thì áp dụng nó lại thành bị cái pháp hướng do tưởng mà làm rối loạn cơ thể, hình thức là bị tẩu hỏa nhập ma. Minh Tông thì nhờ cái pháp hướng mà thầy Minh Tông thì nhờ cái pháp hướng mà vượt qua những cái cơn đau thử thách của cơ thể, qua ý thức của mình, và vượt qua những cái trạng thái của tưởng. Nhưng lại rồi sử dụng không đúng pháp hướng, sử dụng không đúng pháp hướng, tức là pháp hướng phải sử dụng lúc nào
tâm lúc nào mà sử dụng pháp hướng nó mới có hiệu quả. Mặc dù nó rất hiệu quả, cho nên khi một người dùng pháp hướng mà có hiệu quả, mà cái hiệu quả đó mà không đúng lúc dùng thì cơ thể sẽ bị bệnh tật và tai họa rất lớn. Cho nên rút để từng kinh nghiệm đó, và thầy Minh Tâm có bàn ra cái vấn đề này rất rõ, là sau khi những cái thọ hành đã khởi sự tấn công là do dùng pháp hướng sai, nó làm cho cơ thể bị bệnh tật. Do nhờ ở gần bên thầy nên kịp thời chặn đứng lại được những cái thọ hành đó. Nếu mà không xa thầy thì kể như là dùng pháp hướng và cái sự mà ức chế tâm thì rất là tai hại. Cho nên những cái trang sau của cái tập vấn đạo năm nay thì các con sẽ có rút tỉa được những kinh nghiệm rất là đặc biệt của con đường tu này. Cái pháp hướng nó có một cái lực rất là vĩ đại. Mà cái bài mà dẫn đạo về như lý tắc ý, về cái pháp ám thị thì thầy sẽ nói kỹ. Ở đây thì chúng ta đi vào cái pháp đầu tiên mà hầu hết là các con theo thầy tu rất lâu nhưng mà không có giữ gìn trọn vẹn. Cái giới luật không phải là giới của tỳ kheo mà là giới của sự tu tập để được giải thoát. Giới của sự tu tập để được giải thoát là cái giới gì? Nó đơn giản, nó giới chứ nó không có nhiều. Ăn, ngủ, độc cư, đó là những cái giới của người tu giải thoát. Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, đó là cái giới của những người tu giải thoát. Đó là cái pháp môn, cách thức sống để mà tu được giải thoát mà gọi là giới. Các con hiểu chứ không phải là 250 giới hay là 348 giới hay hoặc là thập giới sa di hay hoặc là ngũ giới của cư sĩ hay hoặc là thập thiện. Nó không phải là những cái giới đó đâu, mà là những cái giới của chúng ta để mà tu tập sống, ăn, ngủ, độc cư và nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Nó chỉ có mấy giới dọn dẹn mà các con hầu hết là sống không đúng. Cho nên từ cái chỗ không đúng đó mà nó đưa các con đi đến cái chỗ rất là nhiều cái sự việc bất an để cho mình không xả tâm, không đi dục để ấm áp được. Nghĩa là thay vì các con phải sống đúng cách của nó là độc cư tiếp duyên nhau mà không hề nói chuyện với nhau. Đó là độc cư. Nghĩa là sống chung bên nhau mà không có nói chuyện, như thầy đem câu chuyện như ba anh em tôn giả, ông A Na Luật, ông Kim Tôn Giả và ông Hiếp Tôn Giả, ba vị này sống chung nhau mà trong một cái nhà, chứ không phải là mỗi người ở một cái nhà đâu, nhưng mà suốt 3 năm người ta không có một tiếng nói với nhau. Còn mình thì hở ra thì mình nói chuyện, đó là mình sống không đúng cách rồi. Cho nên mình chẳng có chuyện gì, mình là người vô sự, là người xả tâm, người quyết tìm con đường giải thoát, thì tiếng nói của chúng ta là phải tĩnh chỉ để mà chúng ta nhập sơ thiền. Cho nên muốn vào sơ thiền thì phải tĩnh chỉ ngôn ngữ. Thế mà ngôn ngữ chúng ta cứ phát ra mãi thì làm sao mà chúng ta tu cho tới nơi? Mà tu không tới nơi thì các con cứ nghĩ rằng nếu mà còn thầy thì cái đức của thầy thì các con sẽ ăn không hết. Còn nếu không còn thầy thì thử hỏi ai cũng dường cho mấy con, nguyện khi các con tu tới nơi tới chốn, mà giả lại là chiếc áo của người cư sĩ nữa. Còn tu sĩ thì các con biết sao mà họ còn sống được không? Là vì họ có cái mỏ và cái chuông. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà họ tu không chứng thì đi dần từ cái chỗ thiền định, họ phải đi dần qua cái tịnh độ, để rồi họ đi cúng bái tụng niệm cầu an cầu siêu, đi làm đám ma chay, từ đó Phật tử mới cúng dường họ xong. Thì các con thấy các con có các con đi tu, các con cũng thấy cái sự tu tập của mình nó rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải nỗ lực tu như thế nào để được giải thoát. Thứ hai là mình làm sao để cho cái cuộc sống mà khi mà thầy ra đi rồi á, các con còn đủ cái niềm tin đối với những người khác, để tạo cái duyên tốt cho người khác thì người ta mới quý trọng và kính mến mình. Do như vậy á thì các con biết rằng không lẽ rằng sau khi thầy tịch rồi thì các con sẽ sống như thế nào đây, phải làm gì. Vì vậy mà bố cô cũng lo, băn khoăn trên cái nỗi lo lắng, vì các con đã từng bỏ hết cái đời sống và thế gian, không còn làm được một cái gì để sống mà quyết tâm theo tu giải thoát. Nhưng mà các con không giữ gìn những cái giới hạnh cho nghiêm túc thì làm sao các con được giải thoát được. Vì chính cái đó là những cái mà quan trọng nhất cho đời tu hành của mình, để cho mình giải thoát được cái tâm của mình hoàn toàn, muốn làm chủ sanh già bệnh chết hồi nào cũng dễ dàng. Và nó đủ thần lực để chúng ta có thể làm được những chuyện phi thường mà người đời không thể lường được. Còn bây giờ các con thấy trải qua một thời gian theo thầy rất lâu, 3-4 năm trời, nhìn lại thì tâm nào cũng còn tật nấy, chưa phải là hoàn toàn là thả hết. Cho nên chúng ta khi không tu thôi, đã quyết tu thì chúng ta phải tu cho tới nơi tới chốn.
phải tu như thế nào đúng. Mà những lời thầy dạy hầu như các con cũng đã nghe rất nhiều, nghe rất nhiều, thế mà các con cũng không giữ trọn. Đây cái này, cái những cái pháp này chúng ta cố gắng mà chúng ta giữ, để rồi chúng ta thực hiện các cái pháp mà để chúng ta xa lìa cái tâm đau khổ chúng ta, tâm tham sân si, tâm ác pháp của chúng ta, làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Như ở đây, từ cái ngày mà cô Minh Cảnh về đây tu tập, như cô Huệ Ân về đây thì sức khỏe còn rất tốt, nhưng mà đến hôm nay thì cái cơ thể vô thường, cái sức khỏe nó lần nó hoại diệt, cơ thể nó càng ngày nó yếu, nó đi xuống, nó có thể dễ dàng trong một giây phút nào đó mà chúng ta sẽ bỏ cái thân này. Nhưng mà hiện giờ chúng ta xét lại, chúng ta thấy mình có làm chủ được gì, hay là trước những cơn bệnh tật đau khổ đấy, chúng ta cũng sẽ rên la trên giường bệnh, cũng thấy đau nhức, cũng khổ sở, rồi cũng chết, rồi cũng chẳng biết mình đi về đâu, khi cái thân này tự nó đưa đến sự hoại diệt đó, mà không phải sự làm chủ của mình. Trải qua thời gian nhiều, rất là dài, như cô Minh Cảnh nhập thất sống một mình rất lâu, cho đến giờ này mà con đường tu nó sẽ đi về đâu đây, phải đặt ra câu hỏi. Mà tại sao lời thầy dạy lại không làm đúng? Làm đúng như thế nào? Phải sống độc cư, phải sống ăn, sống ngủ như thế nào, phải tu như thế nào vừa với sức của mình. Thứ nhất, thầy đã nói điều quan trọng thứ nhất là muốn nhập được sơ thiền để ly dục ly ác pháp, để làm chủ cái tâm của mình, không còn tham sân si, giận hờn, phiền não, đau khổ nữa. Thì tịnh chỉ ngôn ngữ là điều thứ nhất, tịnh chỉ ngôn ngữ mới nhập được sơ thiền. Mà điều thứ nhất là tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là không nói chuyện. Mà chúng ta nói chuyện là nói chuyện làm gì, có gì đâu mà phải nói. Chuyện thiên hạ mà ai mình chẳng để ý, chẳng biết, như có cái gì mà liên hệ với mình thì người khác nói, thì mình thấy cái điều kiện đó quan trọng vì cái cuộc sống chung thì mình trả lời. Mà vì cái chuyện mà nó không quan trọng mà hỏi về đạo thì mình cũng chưa có gì để làm sao dám dạy ai, cho nên mình từ chối, tôi chẳng biết. Mà hỏi về đời thì tôi là người lánh đời, thì tôi chẳng hiểu đời. Thì dù mình có hiểu biết đời cho mấy đi nữa, mà khi mình vào đây tu hành thì cuộc đời mình xả rồi, thì người ta hỏi chuyện đời thì đừng nhắc lại cái điều mà mình đã biết trong cuộc đời của mình. Vì đời là thao bộ, có gì đâu mà phải tỏ ra những kinh nghiệm hiểu biết đó. Cho nên xả xuống, đừng nói chuyện đời, tức là chuyện phím đó. Mà cũng đừng nói chuyện đạo, vì đạo mình cũng chẳng tới đâu, cho nên chẳng nói, mà chỉ giữ gìn. Chỉ có điều kiện là người khác cần mình giúp đỡ họ quét sân, hoặc là khiêng một giỏ rác nặng, hay hoặc là khiêng một cây củi, hay hoặc là giúp cái gì đó, thì vui vẻ bằng lòng giúp đỡ họ liền. Nghĩa là trong hiện tại cái chuyện gì giúp người khác được liền thì mình giúp liền. Mà trong khi giúp đó thì khi người ta nhờ cô Cảnh, Minh Cảnh hãy giúp giùm cái giỏ rác này giùm tôi, thì tức là mình đến mình giúp liền. Hay là cô Minh Cảnh nhờ một người khác, bây giờ em nhờ chị giúp cho em một cái xô nước, vì cái xô này nặng quá em xách không nổi, thì người khác lại giúp mình rồi cũng không nói chuyện. Thì như vậy mình nói chứ không phải là mình canh, vì mình thấy cái chuyện mình làm không nổi, nhờ người khác, tức là phải nói chứ không thể làm thêm được. Mà nói rồi thì cái chuyện đó là chuyện cần thiết cho đời sống của mình, cho nên mình nói. Còn cái chuyện tào lao, cái chuyện không đúng thì mình không nói. Do như vậy thì các con thấy từ ngày mà theo thầy tu thì chớ biết tới bây giờ thì về cái hành độc cư thì các con thấy chưa có ai mà làm đúng trọn vẹn. Người mà khá nhất, mà được trọn vẹn nhất đó là thầy Minh Tông, nhưng vẫn còn bị một vài lỗi nhỏ là vì gia đình, chứ còn không tiếp duyên với quý thầy, không tiếp duyên với người nào cả. Chỉ có gia đình, tình cảm gia đình đến, mà nhiều khi đòi hỏi ở cái chỗ hiểu biết để tiếp duyên. Do đó mỗi lần mà tiếp duyên như vậy đều thấy sự đậm rất lớn. Còn các con thì hàng ngày tiếp duyên, cho nên các con không thấy. Đó là những cái điều sai. Vậy mà khi đã tịnh chỉ ngôn ngữ như vậy rồi, mà tu hành dùng pháp hướng, hoặc là tu hành ức chế tâm, nó còn đi còn trật đường còn sai, còn hổ hồ là chúng ta luôn luôn không giữ gìn cái giới, thì như vậy thì chúng ta nó còn sai biết bao nhiêu đường. Cho nên đối với đạo Phật nó không khó, mà nó rất khó. Nó rất khó là vì chúng ta giữ gìn giữ luật không đúng. Bởi thế người tu hành mà không giữ gìn giới luật, không tu giới luật, không sống đúng giới luật, không tu suốt đời, không sống đúng giới luật, thì có tu suốt đời cũng
chẳng tới đâu, chỉ còn tu danh tu lợi tu tưởng mà thôi, chẳng bao giờ có giải thoát. Nếu không tu giới luật mà tu định thì thiền định đó là tà thiền tà định. Nó bằng chứng như các con cũng thấy rằng giới luật không nghiêm chỉnh mà bây giờ các con nhiếp tâm không vọng tưởng thì các con sẽ rơi trong các trạng thái tưởng như thế nào không? Đó là tà thiền tà định. Tới bây giờ các con có thấy là người nào mà làm chủ sự sống chết được chưa? Và làm chủ được cái tâm của mình còn phiền não giận hờn còn ác pháp trong đó chưa? Cho nên mặc dù nhiếp tâm hết vọng tưởng nhưng các con cũng chưa thấy hết được, cho nên cũng chưa làm chủ được. Nếu không tu giới mà tu tuệ thì tuệ đó là kiến giải, tưởng giải, là nhai lại đờm giải của người xưa, thêm râu ria, dẻ rắn thêm chân. Nghĩa là các con bây giờ đem ra lý luận bằng cách này cách kia thì cũng dai mượn của kinh sách, dai mượn của lời của hòa thượng, dai mượn lời của thầy để mà nói ra, thì không phải đó là nhai lại đờm giải của người khác sao? Các con thấy bây giờ các con có nói gì, các con có nói cái của các con đâu? Các con nói cái của thầy, cái kinh nghiệm của thầy, nói những cái thầy nói cho các con cũng chẳng biết cái đó là như thế nào. Cho nên những cái đó là cái mà chúng ta, mà thầy dùng đờm giải, nghĩa là cái chất nhơ bẩn đó đừng có nhai lại, mà hãy nhai cái những cái gì mà của mình sạch sẽ chứ đừng có nhai lại cái đó. Mặc dù đó là lời Phật nói, đó là tổ nói, đó là thầy nói, nhưng thầy vẫn xem đó là cái đờm giải, cái chất bơ dơ bẩn. Từ xưa đến giờ các tổ chỉ lặp đi lặp lại lối mòn của nhau, chỉ dùng từ hiện đại cho lạ tai mà thôi, chứ lối mòn vẫn là lối mòn, không thể nào lối mòn là đường cái được. Đó đường cái, thí dụ bây giờ các con thấy thầy nói nó không có đi vào cái con đường của các tổ mà dạy, không có lặp lại cái ý của các tổ, cho nên thầy không có nhai lại đờm dạy của người. Thầy hiểu qua cái chỗ tu hành của thầy, thầy biết cái sai của các tổ, thầy biết cái đúng của cái sự làm chủ sinh tử, thầy nói rất rõ. Thì cái đúng này nó thì lật kinh điển của Phật ra thì người ta đọc người ta thấy rất đúng, không có sai. Cho nên gần đây thì Chân Trí về đây thì thầy cho Chân Trí mượn cái tập Trung Bộ Kinh tập 1, do đó những cái bài kinh mà Chân Trí được thầy chỉ cho đọc, thì lúc bây giờ Chân Trí đọc thấy quả đúng là thầy dạy như thế nào thì Phật dạy như thế nấy, không có khác. Đó là những cái điều mà thầy dạy qua kinh nghiệm của thầy, nhưng mà trong kinh điển của Phật còn ghi lại, thầy không nhai lại cái lời, cái ý của Phật mà thầy nói cái kinh nghiệm của thầy tu, mà Phật nó không sai. Như trên thầy đã dạy, giới luật là pháp môn quan trọng nhất trong Tam Vô Lậu học, ba pháp môn định học nè, rồi tuệ học nè, mà cái giới học là quan trọng, rất là quan trọng. Nó thì bằng chứng các con theo thầy từ nào tới giờ nhiếp tâm hết vọng tưởng thì các con lần lượt các con thấy hết vọng tưởng. Nhưng mà cái giới luật mà để cho các con trọn vẹn cho đạt được thì các con xét con đứa nào mà đã giữ gìn giới luật trọn vẹn đâu. Vì muốn thoát ra sự đau khổ của kiếp người, Đức Phật dạy, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm xong. Nghĩa là cái giới luật của Phật, Phật nói Đức Phật đã làm xong được, cho nên Đức Phật thấy rằng con người tu tập được cái giới luật chứ không phải là khó khăn lắm. Thế mà Đức Phật mới thương các đệ tử của mình, thương người, mà Đức Phật mới dạy, mới nhắc lại. Vì lòng thương tưởng ta dạy các ngươi. Một bài kinh mà Đức Phật đã khéo nhắc nhở cho các vị tỳ kheo tu tập giới luật, vì giới luật rất quan trọng trên đường cầu giải thoát. Bài kinh Ước Nguyện, Trung Bộ tập 1, trang 79, Phật dạy: Này các tỳ tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các giới. Trong cái thời gian Chân Trí ở gần bên thầy trong một tháng, nửa tháng mấy ở gần đây, thì thầy chỉ nhắc mỗi lần một hành động nào đó mà con thấy được cái sai của con, không đúng giới luật của Phật, thì đó là điều con tỉnh giác, con tỉnh thức. Chứ không phải con tập tỉnh thức, con đi kinh hành, con biết đi kinh hành để cho con áp dụng vào cái chỗ biết cái sai, cái đúng của con. Chứ không phải là con cứ đi kinh hành, biết đi kinh hành mà không biết cái lỗi, cái sai của con. Thì như vậy không có nghĩa là con tỉnh thức, mà con bị ức chế tâm trong sự đi kinh hành. Các con nhớ kỹ, các con hiểu chỗ đó chứ. Nghĩa là bây giờ các con đi kinh hành, các con biết từng bước đi kinh hành cho một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà tỉnh thức biết cái đi kinh hành đó. Mà đối với cái tâm của các con ham muốn cái này, khởi ra ác pháp cái kia mà các con không biết, thì cái đó các con cũng chưa phải là tỉnh thức. Mà vì cái tỉnh thức đó do các con ức chế tâm, buộc tâm con phải tập trung gom lại bước đi để biết bước đi, chứ không phải tỉnh thức. Đó thì cái quan trọng là cái ở chỗ này, khi mà tập tỉnh thức như vậy, để rồi nó còn ở cái chỗ nào? Ở chỗ cái tâm niệm của mình, nó khởi ra cái niệm này, niệm kia, nó ham muốn, nó tranh hơn thua, hoặc là nó ganh tị, hoặc là nó hiềm khích. Thì đó là những cái tâm niệm khởi lên mà mình biết được cái đó, để cho mình xả cái tâm, mình
kịp thời mình ngăn chặn cái tâm. Thì mình ngăn chặn cái tâm thì lúc bây giờ thì đó là mình tỉnh thức, mình tỉnh thức, tỉnh giác. Còn cái mà tỉnh giác mà đi kinh hành, biết mình đi kinh hành, hít vô mình biết hít vô, thở ra mình biết thở ra, mà không hiểu được cái tâm của mình đang ở trong cái gì, cái ác pháp gì, hoặc là cái lòng tham muốn gì, mình không biết nó. Cho nên cái tỉnh thức đó gọi là ức chế tâm tỉnh thức, chứ không phải là tỉnh thức. Cho nên xê xích một chút xíu là chúng ta đã biết mình do mình tu ức chế tâm, mà do mình không tu ức chế tâm. Và khi một người biết được cái tâm niệm của mình nó đang ở trong ác pháp, trong thiện pháp, thì lúc bây giờ biết nó ở ác pháp thì tâm liền xả, nó không còn bị dính mắc nữa, và nó không còn bị phiền não đau khổ nữa. Thì đó là cái chỗ tu của đạo Phật, gọi là xả tâm diệt ngã, chứ không phải chỗ ức chế tâm. Mà chỗ xả tâm diệt ngã đó, nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, nó không còn giận hờn phiền não đau khổ nữa, thì cái tâm đó gọi là tâm thiền định, chứ không phải cái tâm hết vọng tưởng mà thiền định, hay hoặc là cái tâm tỉnh thức mà biết đi kinh hành, biết hơi thở ra vô là thiền định. Cho nên cái tu sai là cái chỗ sai đó của các con. Bởi vậy Đức Phật dạy chánh niệm tỉnh giác. Khi mà tỉnh giác thì phải ở trong cái chánh niệm, tức là tỉnh thức ở trong cái niệm chân chánh, làm cho cái tâm chúng ta không có giận hờn phiền não, tức là ly dục ly ác pháp đó. Thì các con hiểu được như vậy mới biết được con đường của đạo Phật là thiền định xả tâm, để cho cái tâm thanh tịnh, chứ không phải mình tu tập để tỉnh thức, để đi đến sự tĩnh lặng ở trong cái trạng thái hết vọng tưởng. Thì cái điều đó là cái điều của thiền của ngoại đạo, của đại thừa, của thiền Đông Độ, chứ không phải là của thiền của đạo Phật. Vì đạo Phật nhắm vào cái chỗ làm chủ sanh già bệnh chết, thì cái sanh là cái đời sống của chúng ta, thì do cái chỗ tu tập của chúng ta để cho đạt được cái tâm không còn phiền não đau khổ nữa, đó là cái tâm thiền định. Và từ cái tâm thiền định đó, các con sẽ có một cái đủ cái đạo lực. Cái đạo lực đó các con dùng cái pháp hướng mà điều khiển sai khiến, để chúng ta nhập các định như ý túc, như ý muốn của mình. Nghĩa là mình muốn nhập như thế nào thì nó nghe theo như thế nấy, tức là cái tâm thanh tịnh đó. Thì cho nên vì vậy muốn có định thì phải có cái sự xả ly cái tâm thì nó mới có định. Xả ly cái tham sân si phiền não, chứ không phải xả cái niệm vọng tưởng mà cái tâm tham si phiền não nó còn mãi thì làm sao mà có định được. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà xả ly được cái tâm như vậy thì chúng ta đã làm chủ được cái cuộc sống của chúng ta, tức là làm chủ sanh cái đời sống của mình. Cho nên mình không còn phiền não giận hờn, không còn lậu hoặc ở trong đó nữa. Thì các con thấy ngay từ cái chỗ xả ly là chúng ta đã làm chủ được cái một cái làm chủ của chúng ta rồi. Và khi làm chủ được cái đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới làm chủ được cái thân của chúng ta. Cho nên ở đây thầy xin nhắc cho các con biết, một cái đời sống mà chúng ta hàng ngày có công chuyện này chuyện kia, thì cái đầu óc chúng ta bắt buộc phải suy tư phiền não đau khổ, lo lắng cái điều này kia, thì cái hoạt động ở trong cái đầu óc của chúng ta nó phải hoạt động nhiều. Cơ thể nội thân của chúng ta phải hoạt động nhiều. Và hoạt động nhiều như vậy thì nó có bình thường không? Nó đâu có bình thường được, nó phải hoạt động rất nhiều. Do đó nó hoạt động nhiều thì các con thấy bây giờ mình muốn bảo hơi thở tĩnh chỉ nè, thở chậm và nhẹ, thì thử hỏi nó khi mà nó hoạt động như vậy, nhiều như vậy, thì nó phải cần phải có đầy đủ khí oxy như vậy để cho nó mới hoạt động. Cũng như một cái xe mà nó chạy thì nó phải cần xăng, mà mình giờ mình hạn chế xăng đi, mình không cho xăng đi, nó nhỏ từng giọt thì cái xe nó chạy được nữa không? Cho nên do cái chỗ mà mình bảo, mình dùng cái pháp hướng mình bảo cái hơi thở nó tĩnh chỉ đi, ngưng đi, các hành đi, ngưng đi, mà mình lại làm việc quá nhiều, mình bị tham sân si, rồi ăn uống quá nhiều ở trong này đi, thì tự hỏi cơ thể trong nội thân nó đang làm việc vậy thì nó cần phải có cái lượng oxy. Mà bây giờ mình lại thở ít quá, thở chậm quá, nó không đủ oxy, thì cơ thể mình như thế nào các con biết không? Nó sinh bệnh phải không? Mà cho nên tu một thời gian thì các con thấy dùng pháp hướng rồi bắt đầu thở chậm thì nó phải sinh bệnh các con rồi. Nó đâu có phải đúng như vậy đâu. Cho nên ở đây các con thấy nè, đầu óc của người ta thanh thoảng, người ta không có bận việc gì, tức là người ta sống độc cư trầm lặng mà. Người ta đâu có chuyện này chuyện kia, người ta đâu có lo gì đâu. Cho nên cuối cùng thì người ta ăn uống đúng cách, người ta ăn một ngày một bữa, không ăn phi thời, không ăn lạc vặt. Vì mình ăn lạc vặt một miếng vô về thì cái bao tử bắt đầu nó làm việc. Khi làm việc thì trong cái nội thân nó phải làm việc, nó làm việc, nó hoạt động. Nó nào hoạt động mà bây giờ thở lại thở chậm nhẹ nữa thì thử hỏi làm sao mà nó đủ khí oxy để cho nó hoạt động được. Cho nên do đó nó bị rối loạn cơ thể, bị sinh bệnh, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh tim, bệnh này, bệnh kia đủ lại bệnh, chứ không phải một thứ bệnh. Cho nên từng cái chỗ đó chúng ta thấy cái pháp môn của Phật nó phải đi theo cái nhịp nhàng của nó, để rồi từ cái hoạt động nó hoạt động ít trở lại, nó chậm, thì ở cái hơi thở chúng ta bắt đầu nhẹ chậm, nó phù hợp với sự hoạt động bên trong. Cho nên người mà tu tập thì đầu óc phải rảnh rang vô sự, mà ăn uống thì đúng thời, không được phi thời, để cho cái sự hoạt động ở trong nội thân chúng ta điều tiết đúng cách,
rồi ở ngoài này hơi thở, thở nhẹ nhàng chậm, cho đến khi mà cái hơi thở đến cái mức độ nó tĩnh chỉ, nó thở rất là yếu, rất nhẹ mà chúng ta vẫn sống bình thường. Tại vì trong cơ thể nội thân của chúng ta hoạt động, nó không cần phải đòi hỏi ở sự hoạt động của cái oxy nhiều. Chẳng hạn là như bây giờ các con chạy nè, các con mệt nè, thì trong khi các con chạy mệt thì nó phải đòi hỏi các con phải có khí oxy nhiều gì, thì các con phải thở nhiều gì mới vô mới đủ. Cho nên mình chạy mệt thì mình thở nhiều, nhiều khi mình thở mình mệt quá mình thở oxy không đủ nữa, cho nên nó thiếu, nó làm cho mình muốn ngủ. Đó là các con thấy chưa. Cho nên ở đây cái giới luật rất cần thiết là chúng ta sống trầm lặng, chúng ta sống độc cư để tạo cho cái tâm của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta, nó cái bộ óc của chúng ta nó làm việc ít, và đồng thời chúng ta ăn uống ngủ nghỉ nó đúng thời, nó không phi thời. Thì do đó các bộ phận bên trong làm việc rất là điều tiết nhẹ nhàng mà không phải làm nhiều. Do như vậy chúng ta mới đi đến cái chỗ thân định trên tâm, tâm định trên thân mới được. Thì như vậy cái giới luật thì nó rất là quan trọng cho cái sự tu tập của mình. Biết rất rõ điều này, trên bước đường tầm sư học đạo, đây là Đức Phật đó các con, Ngài đã 6 năm gian khổ nhưng vẫn không tìm ra đường giải thoát. Nghĩa là 6 năm trời Đức Phật đi tìm con đường giải thoát, nhưng mà 6 năm gian khổ, tức là lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn đó, 6 năm khổ hạnh Ngài chẳng đi tìm được con đường giải thoát. 49 ngày dưới cội Bồ Đề trầm tư, Ngài tự đã tìm ra chân pháp. Chân pháp ấy là thầy của Ngài, dẫn đường Ngài đi đến đích thoát khỏi sanh già bệnh chết. Chân pháp ấy là gì? Đó là giới định tuệ. Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta với lòng tha thiết yêu thương chúng ta như con một, hãy sống đầy đủ giới hạnh. Đây là lời của Ngài nhắc nhở chúng ta, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các giới học. Thì các con thấy từ những cái lỗi nhỏ nhặt, còn các con thì những cái lỗi nhỏ nhặt các con xem thường, bỏ qua, không thấy nó là quan trọng cho bước đường tu của mình, thì làm sao cái tâm mình thanh tịnh được. Cho nên mình phải cân nhắc gì cuộc đời của mình còn gì nữa, bỏ để đi tu rồi còn gì nữa mà chạy theo những cái chuyện nhỏ nhặt của thế gian làm gì. Đã bỏ đến đây tu rồi thì chỉ còn duy nhất có một hướng là phải dẹp sạch tất cả các pháp thế gian, thấy được những cái lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta chưa có lưu ý. Hôm nay chúng ta phải cẩn thận ý tứ từng chút để xem những cái lỗi nhỏ nhặt đó. Thế mà người tu sĩ Phật giáo hiện giờ lại xem thường giới luật, quay nghi chánh hạnh, không có xem thường các lỗi nhỏ nhặt. Nó thì các con thấy cái phần này là cái phần mà của mình đây, mình xem thường đó, phạm giới mà không biết xấu hổ, chẳng bao giờ lấy giới phòng hộ sáu căn. Thí dụ chẳng hạn các con thấy khi nào mà lỡ có bệnh có đau gì chút các con phá giới liền tức khắc, nghĩa là mình sợ quá chết. Mà cái thân này các con có giữ được nó sao mà con sợ, chết ở trong giới chứ không phải ai chết ở dưới giới. Cho nên nhất định là chúng ta phải chết trong giới. Vì vậy bây giờ chết bỏ nhất định là không thể vì một viên thuốc mà uống hết bệnh mà phải phá cái giới, phải ăn một bát cơm, phải uống một ly sữa. Thì cái điều đó là cái điều rất là sai, không đúng đâu cả con. Thật sự ra chúng ta nhất định chết là chết trong giới. Thì trong đời của Đức Phật các con biết không, có nhiều người mà người ta chết trong giới vì người ta không ăn uống phi thời. Có hai vị tỳ kheo đến thăm Đức Phật, thì khi đi trên cái bãi sa mạc quá là xa, cho nên khi mà đến gặp Đức Phật thì Đức Phật vừa ăn cơm xong thì những thực phẩm cơm nó còn dư rất nhiều, thì một vị đói quá xin cái đó mà ăn, còn một vị nói bây giờ giờ này đã quá rồi, Phật đã ăn xong thì nó quá rồi, quá giờ rồi thì không thể nào ăn được, mà ăn thì nó phạm giới. Cho nên một vị thà không ăn, nhưng mà vị này đói, vị này chết bị gì, đi trên con đường vừa đói vừa khát mà không có ăn, cho nên vị này đói mà chết. Còn cái vị kia ăn cái thừa của Phật thì vị đó sống, nhưng mà sống Đức Phật nói thà là thừa pháp chết trong giới luật để mà được giải thoát hoàn toàn. Thì vị tu sĩ này sống đúng giới luật, cho nên vị được giải thoát hoàn toàn, bỏ thân này mà được giải thoát, chấm dứt luân hồi trong cái cảnh thế gian này. Còn vị kia thọ thực sống để rồi tiếp tục trên con đường tu, nhưng lại trở thành một cái thói quen là thấy đồ ăn là thích, thấy đồ ăn là uống là ưa, cho nên cuối cùng thì không được giải thoát, hoàn toàn không chứng đạo giải thoát. Bài kinh ước nguyện Đức Phật đã xây dựng nó trên nền tảng đạo đức nhân quả. Ngài không dạy chúng ta cầu nguyện mà lại dạy chúng ta ước, nghĩa là mình ước để cho được. Thì muốn được cái toại nguyện đó thì tức là mình phải sống đúng giới luật. Muốn ước nguyện được thành tựu sở nguyện thì phải sống đúng giới luật. Giới luật là thiện pháp, do nhân thiện pháp thì quả của thiện pháp, thì ước nguyện sẽ của chúng ta sẽ viên mãn.
Ví dụ một người có bệnh tật tai nạn xảy đến, hoặc là tai nạn bệnh tật chưa xảy đến nhưng ước nguyện bệnh tật tai nạn sẽ chấm dứt. Nghĩa là bây giờ mình đang bệnh nè, đang bị bệnh tật nè, đang nhức nhối, đang khổ sở nè, đang bị bệnh nè, thì người thường người đời thì đến chùa lại Phật cầu khẩn, cúng bái này kia nọ để cầu chư Phật gia hộ cho hết bệnh, cho tai qua nạn khỏi đi. Còn cái người mà biết Phật pháp á, thì người ta muốn chỉ dứt bệnh này, muốn cho ước nguyện cái nguyện của mình đừng có hết bệnh tật nè, thì cái người này giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái bệnh sẽ hết. Trái lại chúng ta vừa có bệnh đau thì bắt đầu uống viên thuốc này sợ nó làm lũng bao tử đi, cho nên lại uống sữa hoặc ăn cháo đi, cái đó lại là càng lại là kéo dài cái bệnh đó, thêm cái tuổi, thêm cái thân nó sống để mà mang thêm những cái bệnh khác nữa, chứ không phải là bị nhiêu đó đâu. Đó, thì tất cả những cái mà chúng ta phá giới bằng cách chúng ta lý luận bây giờ mình phải uống thuốc rồi mình phải ăn cái bánh này hoặc là uống ly sữa này để cho nó mạnh rồi tu nữa, như vậy là kéo dài thêm để rồi thọ thêm những cái bệnh tật khác nữa, mà bệnh tật khác nữa còn khổ sở hơn nữa, chứ không phải như cái bệnh này đâu. Còn chúng ta quyết định ước nguyện là thân này phải mạnh nè, nhất định là giữ gìn giới nè, nhất định chết bỏ nè, thì nó sẽ hết bệnh. Nếu mà cái nhân quả mình nó tới thì mình chết cũng ở trong cái giới luật, cho nên mình là tái sanh vào một cái thế giới giới luật nghiêm chỉnh tu hành. Còn trái lại mình mà phá giới thì mình lại tái sanh vào cái chỗ mà cái thế giới phạm giới, để cho mình trở thành những con người phạm giới mà không thể thực hiện được giới luật của Phật, thì nó lại xa đọa. Thì mình sống, bởi vì con người các con thấy sống 70-80 năm, 100 năm đâu phải là dài. Mà bây giờ chúng ta chết bây giờ thì mai mốt khỏi chết, có gì đâu. Mà chết bây giờ đúng ở trong chánh pháp, thì thà là đúng trong chánh pháp mà chết, hơn là chết ở trong tà pháp phá giới. Cho nên hầu hết được cái lý luận của cái tâm của mình nó che đậy, nó làm cho mình mờ mịt, mà mình chạy theo cái sự ham sống của mình, ham sống với cái thân vô thường, cái thân hôi thối bẩn thỉu bất tịnh này để làm gì, đẹp đẽ gì với cái thân này. Các con thấy đờ hở ra một chút thì một chút xíu đứt tay vậy thôi, nó nung mủ lên thì chúng ta nghe thối tha vô cùng, có gì đâu mà đẹp, có gì đâu mà quý nó. Cho nên chúng ta người giữ gìn giới luật, gặp trường hợp nào chúng ta thấy thân vô thường này không chấp nhận, phải chấp nhận giới luật, do giới luật sẽ cứu chúng ta thoát ra những tai nạn, những khổ ách này để chúng ta tiếp tục tu tập. Mà nếu mà do giới luật mà chúng ta duyên chúng ta hết bỏ thân này thì tức là chúng ta có thân mới sẽ tiếp tục tu ở trên giới luật nữa và tiếp tục tu tốt hơn. Đó là một cái quyết chí của chúng ta như vậy. Cho nên giới luật là một pháp môn quan trọng là chỗ này. Còn các con hở ra chút là tiếc cái thân này lắm, nhưng mà sánh với cái thân của các con bây giờ đem cho họ, họ cũng không thèm nữa, mất công nuôi tốn cơm chứ gì, phải không? Nếu mà người ta nghèo, người ta nhận thêm các con vô nữa, như bây giờ cô Cảnh mà nhận vô đó thì coi như là phải cho cơm cô ăn chứ cô làm cái gì nổi. Như mấy đứa này thì nó còn sức khỏe, nhận vô nó bắt nó làm giấy cỏ cuốc đất hoặc là làm tôi tớ này kia rồi thì đừng còn sức khỏe thì người ta nhận đó. Chứ dường như cô Cảnh hoặc cô Huệ Ân thì ai dám nhận không, các con hiểu không? Vậy mà các con hở ra chút thì phá giới, hở ra chút không có dám giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Phật pháp là siêu việt, Phật pháp là cứu mình, tại sao lại mình phá giới để rồi mình thở khổ từ đời này đến đời khác như thế này? Thì các con hiểu được cái ý của Phật pháp là như vậy. Cho nên chúng ta chết là chết trong giới luật chứ không chết ở ngoài giới luật. Cho nên khi vào trong một cái khu rừng, thầy dặn hôm mà Chân Trí mà vô Diếm Chén ở, mà trước khi mà về Hà Nội mà định vào rừng ở một mình thì nó hỏi thầy như thế này: bây giờ con ở một mình, con ở trong khu rừng không có ai hết thì rất là ghê gớm, vậy thì ai mà phù hộ và có sự gì giúp đỡ cho con không, hay hoặc là thầy trợ giúp cho con những điều gì để cho con dám ở trong đó? Thầy nói giới luật là phòng hộ con. Trước tiên con đến một khu rừng nào đó không có ai hết thì con đi chung quanh cái khu vực đó, con nguyện, ước nguyện con sẽ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì dù có rắn độc, cọp beo, thú dữ, dù có ma thiên, nước độc gì, nhất định là giới luật sẽ phù hộ con. Mỗi chiều con đi 3 dặm, và như vậy trong 3 hôm thì con ở đó con sẽ được giới luật hỗ trợ cho con yên ổn và con không còn sợ ai nữa hết. Thì nó nghe lời thầy, nó vào trong cái khu giếng chén nó ở, nó cũng làm như vậy. Để cuối cùng thì nhờ đó mà cái tinh thần nó vững vững chắc giữa rừng núi bao la mênh mông vậy, chỉ có một bóng một hình ở trong đó nó vẫn thản nhiên không sợ. Mấy đứa này thì có đến khu đó thì biết nó, thì nó nhờ cái giới luật mà phòng hộ, nhờ nó tin, lòng tin nó tin ở nơi giới luật, cho nên nó chẳng ngại cái sự sợ hãi trong cái nơi mà âm u, cái nơi rừng rú như vậy. Nó thì các con thấy bây giờ mình cũng như vậy, mình tin giới luật thì giới luật sẽ hỗ trợ cho mình tai qua nạn khỏi, chứ không ai cứu khổ mình, do nhân quả nghiệp báo của mình mà. Nó thì phải đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn,
đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lộ nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học các giới, giữ gìn giới luật đúng như vậy thì tai nạn bệnh tật sẽ qua và không xảy đến. Nghĩa là nó mình mà giữ gìn giới luật thì những cái gì nó cũng sẽ nó những gì mà xảy đến cho mình thì nó sẽ tai qua nạn khỏi, mà nó chưa xảy đến thì nó sẽ không xảy đến. Trong bài kinh ước nguyện, Phật dạy: mong rằng ta được mọi người thương mến, yêu mến, cung kính và tôn trọng. Nếu mình muốn mọi người ai cũng cung kính, quý trọng mình hết, thì giới luật mình phải sống nghiêm chỉnh, thì người ta sẽ cung kính, mến trọng mình. Mong rằng ta được các vật dụng đầy đủ, không thiếu hụt. Mong rằng những người bố thí, cúng dường các vật dụng sẽ được quả báo và lợi ích lớn. Nghĩa là mình mong cho người cúng dường cho mình sẽ được lợi ích và quả báo lớn, thì nó cũng sẽ được như ý nguyện khi mình giữ gìn cái giới luật. Mong rằng những bà con huyết thống với ta khi bệnh tật tai nạn chết bệnh chung, với tâm quan hỷ an lạc được quả báo và lợi lớn. Trên đây đó là những cái ví dụ của Phật, ví dụ là mình muốn ước ao một cái gì đó thì tất cả những cái này đều do cái giới luật mà mình giữ gìn nghiêm chỉnh thì mình sẽ ước ao được. Trên đây là những ví dụ ước nguyện muốn được toại nguyện cho mình, cho người thì chỉ tu tập và giữ gìn giới luật nghiêm túc. Kinh Phật đã dạy như vậy, thế mà kinh sách Đại Thừa dạy cúng tế cầu khẩn tụng kinh niệm chú niệm Phật cầu an cầu siêu để được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ do chư Phật từ bi gia hộ. Nghĩa là bên Đại Thừa thì ai mình cầu khẩn như vậy, còn bên mà Quyến Thủy thì họ dạy mình chỉ sống đúng giới luật là nó sẽ tai qua nạn khỏi, tất cả những cái điều mà xảy đến cho mình đều là được an ổn hết. Kinh sách Đại Thừa lối dạy tu tập đều cầu tha lực, tam bảo gia hộ, cho đến những ước nguyện cho mình, cho người đều dựa vào tha lực. Còn ngược lại, kinh sách Nguyên Thủy dạy tự lực, muốn lợi mình, lợi người thì người ấy phải tự mình tận lực sống đúng giới hạnh. Nói một cách khác là phải sống đúng thiện pháp, không được sống trong ác pháp. Nói chung, Phật dạy con người muốn có cuộc sống an vui, hạnh phúc thì phải có đầy đủ đạo đức, không làm khổ mình, khổ người thì được toại nguyện. Đọc qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản, ta thấy rõ Phật giáo không nhậm lại lối mòn của các tôn giáo khác, tự mình vạch ra một lối đi độc đáo, tự lực cụ thể, không mơ hồ, chính xác để giải quyết kiếp sống con người, thoát ra cảnh khổ, tạo thế gian thành thiên đàng. Để chiến thắng sự ưa thích dục lạc thế gian, sự không ưa thích, sự bất toại nguyện và sự khiếp đảm sợ hãi, Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mình vì nó mà mình bị nó nhiếp phục, mình sợ liền. Còn trái lại, một người mà giữ giới luật thì không có để cho nó nhiếp phục mình, mà mình nhiếp phục nó. Cũng như giờ ăn miếng ngon, cái bắt đầu mình nhớ, cái mình thèm nữa, thì bị cái lạc đó nó nhiếp phục mình. Bây giờ cái đau nhức cái đầu hoặc nhức cái chân, cái mình bị nó nhiếp phục mình liền, cái mình sợ, cái mình bắt đầu đó mình ăn uống, mình không dám mình ăn phi thời, mình không dám giữ gìn đúng cái giới luật. Hoặc là bây giờ cái giờ mình tu mà nghe nó mỏi mệt, nghe nó nhức đầu, cái bắt đầu thôi đi nằm đi, thì trong lúc đó mình bị cái thọ khổ đó nó làm cho mình, nó nhiếp phục mình, làm cho mình sợ hãi, mình bỏ cuộc. Trái lại, mình phải nhiếp phục nó chứ không để cho nó nhiếp phục mình. Ở đây Đức Phật nói chúng ta muốn nhiếp phục được cái đó, cái lạc và cái bất lạc này nó khởi lên, thì chúng ta phải tu tập giới luật, thì giới luật nó sẽ giúp chúng ta sẽ nhiếp phục được cái lạc và bất lạc đó. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khởi lên. Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Ví dụ như con chỉnh nó sống một mình, nó sợ ma, thì đó là nó cái sự sợ hãi, cái sự sợ ma đó nó nhiếp phục nó, chứ không phải là nó nhiếp phục cái sự sợ hãi. Còn bây giờ mình sống, bây giờ bỏ mình ở khu ở sau có một mình mà mình không sợ ai, tức là mình nhiếp phục sự sợ hãi. Bỏ mình trong rừng, trong núi một mình nhiếp phục, mình không sợ hãi, sợ cọp, sợ rắn độc, sợ thú dữ, sợ ma, sợ đủ loại, sợ một mình chết rồi không ai biết, sợ bệnh đau rồi không ai giúp đỡ, sợ không cơm ăn áo mặc, đói lạnh, mình sợ đủ thứ, thì đó gọi là cái sợ nó nhiếp phục mình. Còn trái lại, mình tu tập mình biết thì mình nhiếp phục cái sợ đó, cho nên mình làm chủ lại nó. Mà muốn được như vậy thì tức là cái người đó phải giữ gìn giới luật, không có giữ gìn giới luật không thể nhiếp phục được. Tỳ kheo,
ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, tức là tỉnh thức, thành tựu quán hạnh vô lậu, thích sống tại các trụ xứ không tịch độc cư. Nghĩa là luôn luôn chúng ta phải sống ăn ngủ độc cư, tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, sống đúng những cái giới luật như vậy, thì chúng ta sẽ khắc phục được những sự khiết đảm đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không khắc phục được sự nhất. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở trong cái cảnh này, chị em này kia quay quần nhau, lao tác nhau, thì chúng ta thấy như vậy nó bất an quá, đi tìm một cảnh nào mà cho an. Đó là chúng ta bị cái lạc nó nhiếp phục, cái lạc thích nó chỗ yên tĩnh, cho mình một mình tu một mình. Đó là mình bị nó nhiếp phục, mà mình không hay biết, mình tưởng đó là mình đi tìm cái cảnh giới để cho mình yên ổn tu hành. Nhưng sự thật ra nó đâu phải. Mình ở đây trong khi mình sống chung với mọi người mà mình giữ gìn được cảnh giới yên tu hành của mình là chỉ có độc cư. Ai làm công việc thì mình giúp với nhau, mình làm mà không nói một tiếng nào đó, thì nó là cái cảnh yên tĩnh để cho mình tu, chứ không phải có một cảnh yên tĩnh hoài, cái cảnh mà nào khác hơn hết được. Lời dạy trên đây rất cụ thể, muốn nhiếp phục tâm ham muốn, tâm sợ hãi thì chỉ có giới luật và bốn pháp định: định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, không gián đoạn thiền định, nội tâm định tĩnh, định sáng suốt, thành tựu quán hạnh, định vô lậu, thích sống mà tại các trụ xứ không tịch độc cư. Nghĩa là mình thích sống tại cái trụ xứ, bây giờ ở đây mình thích sống cái độc cư, thì